Suy cho cùng, chồng cũng chỉ là người xưng chung giường, tệ quá thì thay đi. Đời này có lắm thứ chúng ta có thể thay thế, Suy chỉ có người thân là duy nhất cả đời. Nếu chồng một ngày nguyện ý trở thành người thân của ta thì họ sẽ bên ta đến cùng. Nhưng nếu không thể vì ta mà từ chối cám dỗ, không thể vì nghĩa tình, tệ quá thì vẫn có thể thay đi. Để họ đi đi, đàn ông tệ thà không có còn hơn. Phụ nữ cần chồng thật, nhưng là một người chồng chọn nghĩa chọn tình. Chứ cần làm gì một người đàn ông bội bạc không giữ chọn đạo lý. Khổ mình khổ con, trăm bề cũng chỉ có bất hạnh, không đáng đâu. Phụ nữ lấy chồng, ngàn vạn lần đừng cam chịu. Phụ nữ được trân trọng, hy sinh bao nhiêu cũng là đáng. Phụ nữ bị phản bội, thứ tha thế nào cũng phải đong đếm. Chồng sai thì có thể tha thứ, nhưng chồng tệ thì phải bỏ đi. Đừng ảo vọng sức mạnh của phụ nữ có thể thay đổi một người đàn ông tệ. Đàn ông đã bạc rồi thì có chút bao nhiêu nghĩa tình hay bao dung cũng bằng thừa. Một giọt nước mắt của bạn người ta không màng thì đòi làm gì một lần họ biết bạn tổn thương ra sao. Thứ phụ nữ nên sợ không phải là lòng dạ đàn ông đã thay đổi, mà là mình đã tổn thương nhường nào. Thứ phụ nữ phải bảo vệ không phải là những gì đàn ông đã đạp đổ, mà là chính mình và con của mình. Phụ nữ lấy chồng, ngàn vạn lần đừng cam chịu. Thương mình một thì phải thương con mười. Cả con và mình đều cần một người đàn ông tốt ở bên. Nếu không thể thì cứ dựa vào nhau mà sống, chứ cần làm gì một người tổn thương cả hai không dứt.